A à, về Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải ngay A à, về Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học tự nhiên và xã hội lớp 3 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 6 Trái đất và bầu trời Bài 30 Ôn tập chủ đề trái đất và bầu trời. Cô có hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động thực hành. Trong phần hoạt động thực hành thì chúng mình sẽ có hai câu hỏi như sau, chúng ta sẽ cùng lắng nghe và quan sát nhé. Câu hỏi số 1 nào. Thảo luận với các bạn trong nhóm để hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau đây. Ở trong chương trái đất và bầu trời thì chúng ta hãy nói cho cô các đới khí hậu ở đây là gì? Chuyển động của trái đất như thế nào? một số dạng địa hình và các phương chính. Rồi đầu tiên chúng mình sẽ nêu cho cô các đới khí hậu nào. Các đới khí hậu cô có đó là đới lạnh, đới ôn hòa và đới nóng. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp đến là một số dạng địa hình. Cô có biển, núi đồi, cao nguyên đồng bằng và sông hồ. Chuyển động của trái đất đó là quay quanh mình nó và quay quanh mặt trời đúng chưa ạ trái đất sẽ chuyển động quanh mình nó và quanh mặt trời còn các phương chính có bạn nào còn nhớ không đây nhỉ chúng mình có tất cả là bốn phương chính phương đông phương tây phương nam và phương bắc các con có còn nhớ mặt trời mọc phương nào và lặn ở phương nào không ạ à mặt trời thì mọc ở phương đông và lặn ở phương tây. Chúng ta ghi nhớ cho cô nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo nào. Câu hỏi số 2, chúng ta sẽ cùng với các bạn ở trên lớp chơi trò chơi Đông, Tây, Nam, Bắc. Về phần chuẩn bị, chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô. Thứ nhất là vẽ hoặc là dán lên nền nhà, sân trường các mũi tên như hình số 1. Được chưa nào? Chúng ta có thể vẽ hoặc là dán các mũi tên tương tự giống như hình số 1 ở trên sân trường hoặc là trên sàn lớp học nhé. Bước số 2 các con sẽ à, thực hiện cho cô cắt ra 4 chiếc vương miện. Ghi, mỗi chiếc vương miện sẽ ghi một phương khác nhau. Phương Đông, phương Tây, phương Bắc và phương Nam. Cách chơi như sau, chúng mình sẽ chọn là cho cô 5 bạn. Một bạn làm quản trò đứng ở giao điểm của à, các mũi tên đúng nào Ví dụ như bạn nam này đang đứng ở giao điểm của các mũi tên này đúng không ạ bạn sẽ được gọi là quản trò nhé bốn bạn còn lại thì sẽ được đội một vương miệng cô lấy ví dụ bạn nam đứng ở đây thì đội vương miệng là Phương Đông này bạn nữ ở đây sẽ là phương Tây bạn nữ ở đây là phương Bắc còn bạn nam ở đây sẽ là Phương Nam được chưa ạ và bạn quản trò sẽ chỉ một đầu mũi tên và hô đây là phương mặt trời mọc À, chúng ta sẽ cùng quan sát phía hướng tay của bạn bạn quản trò này. Bạn quản trò đang chỉ ở ngay phía bên tay trái của bạn. Bạn nói rằng đây là phương mặt trời mọc. Phương mặt trời mọc thì sẽ là phương phương đông, đúng không nhỉ? Vậy thì bạn có vương miện là phương đông, nhanh chóng đứng vào hướng mũi tên đó. Đúng không ạ? Chúng mình đã hình dung được cách chơi chưa? Và từ đó, bốn bạn đội vương miện sẽ nhanh chóng xác định được vị trí cần đứng của mình sao cho đúng. Được không nào? Rồi ví dụ như hướng mũi tên như thế này thì chúng ta sẽ đứng như thế nào đây ạ? Theo đúng như hướng tay của bạn quản trò, đây là phương mặt trời mọc thì bạn phương đông sẽ đứng ở vị trí này. Đúng không nào? Thì bạn phương tây sẽ đứng ở vị trí nào nhỉ? À phương đông là mặt trời mọc, vậy thì mặt trời lặn ở phương tây, vậy bạn phương tây sẽ đứng ở vị trí này. Đúng nào. Thế bạn phương Bắc và bạn phương Nam sẽ đứng đâu đây ạ? Nào. À bạn phương Nam thì sẽ đứng ở phía trên của bạn Quảng Trò này. Còn bạn phương Bắc sẽ đứng ở phía dưới của bạn Quảng Trò. Chúng mình đã hình dung ra chưa nhỉ? Rồi về phần trò chơi này thì các con sẽ thực hiện chia nhóm ra. Mỗi nhóm sẽ có 5 bạn chơi và thực hiện ở trên lớp nhé. Được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang phần hoạt động tiếp theo. Hoạt động vận dụng. Câu hỏi số 1. Buổi chiều các bạn đang trên đường đi học về, mỗi bạn đang đi về phương nào và vì sao em biết điều đó? Với bức hình đầu tiên, để biết được xem là các bạn đang đi về phương nào thì chúng mình sẽ dựa vào phương của mặt trời mọc hoặc phương của mặt trời lặn. Đúng không ạ? Vào buổi chiều các bạn đang trên đường đi học về, như vậy thì mặt trời là đang lặn, đúng không nào? Thế ở hình số 2, bạn ở hình số 2 đang đi về phương nào nhỉ? Đang đi về phương nào đây ạ? À ở đây các con sẽ quan sát, mặt trời lặn ở phương ở phương Tây mà mặt trời thì đang ở phía sau của bạn Nam này. Thế như vậy có nghĩa là bạn Nam đang đi về phương gì? Phương Đông, đúng không nào? Bởi vì mặt trời lặn ở phương tây và đang ở phía sau lưng của bạn đó. Đúng chưa nhỉ? Rồi vậy ở bức hình số 3. Ở bức hình số 3 thì các con thấy rằng bạn nữ đang đi về phương tây. Đúng không? Bởi vì mặt trời lặn ở phương tây và đang ở trước mặt của bạn nữ này. Đúng chưa nào? Vậy cô sẽ nhắc lại nhé. Ở bức hình số 2 thì bạn nam đang đi về phương đông. Còn ở bức hình số 3 thì bạn nữ đang đi về phương Tây. Mình đã hình dung được cách làm chưa ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang câu số 2. Đề bài yêu cầu các con hãy viết một bức thư cho bạn ở xa, kể về nơi em sống theo một trong hai gợi ý sau. Gợi ý A, em sống ở nơi nào, nơi em sống có dạng địa hình nào và nêu cảm nghĩ của em. Còn gợi ý B, Việt Nam ở châu lục nào, Việt Nam thuộc đới khí hậu nào? Hãy giới thiệu một số hoạt động sản xuất của người dân Việt Nam và nêu cảm nghĩ của em. Rồi ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các con một bài mẫu như sau. Quang Minh thân mến, có lẽ cậu rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này nhỉ? Đã hai tuần rồi kể từ khi nhà tớ chuyển về Việt Nam sinh sống. Tớ đã không còn giữ liên lạc với cậu thường xuyên hôm nay tớ viết bức thư này muốn giới thiệu cho cậu về nơi tớ và gia đình đang sống để cậu có thể hiểu rõ hơn và nếu có dịp thì cậu hãy đến việt nam và gặp tớ nhé việt nam thì nằm ở châu á trong khu vực đông nam á và thuộc đới nóng ở đây khí hậu khác bên úc rất là nhiều vậy nên tớ đã phải mất một tuần để thích nghi với điều kiện ở đây Khí hậu ở Việt Nam cũng có bốn mùa rõ rệt, nhưng vào mùa đông thì sẽ không có tuyết như ở bên Úc. Vì vậy tớ không thể chơi các trò chơi như trượt tuyết khi ở cùng cậu. Mọi người ở Việt Nam thì rất là thân thiện, vui tính và hóm hỉnh. Các bác hàng xóm của tớ rất tốt bụng và dễ mến. Khi nhà tớ vừa mới chuyển đến thì các bác đã rất nồng nhiệt chào đón nhà tớ, thậm chí còn giúp nhà tớ rất là nhiều hoạt động sản xuất của người dân nơi đây chủ yếu là trồng rau, trồng lúa nước và chăn nuôi trâu, bò, gà, lợn, vân vân. Tớ còn có dịp được đi thăm các làng nghề truyền thống ở Hà Nội như là làng lụa Vạn Phúc ở Hà Đông, làng gốm Bát Tràng, làng tranh Đông Hồ, vân vân và còn rất là nhiều điều thú vị khác. Mặc dù lúc đầu vẫn còn hơi bỡ ngỡ và lạ lẫm nhưng bây giờ tớ rất vui vì đã dần quen và thích nghi với cuộc sống ở nơi đây nếu có dịp cậu và bố mẹ hãy sang đây với gia đình tớ nhé tớ rất mong nhận được hồi âm từ cậu à, vậy là bức thư này của cô đã được viết theo gợi ý b đúng không ạ gợi ý b của chúng mình ở đây chính là Việt Nam nằm ở châu lục nào này Việt Nam thuộc đối khí hậu nào và giới thiệu một số hoạt động sản xuất của người dân Việt Nam nêu cảm nghĩ của em về điều đó. Đúng chưa ạ? Ngoài ra thì các con có thể viết một bức thư theo gợi ý A. Ở đây là phần hướng dẫn của cô. Chúng mình hãy cùng các bạn thảo luận gợi ý và viết ra một bức thư cho bạn thân của mình nhé. Rồi như vậy là sau chương này thì chúng ta đã có thể xác định được các phương chính trong không gian dựa vào phương mặt trời mọc, lặn hoặc là la bàn nêu được hình dạng của trái đất, tìm và nói được tên các châu lục, các đại dương, các đới khí hậu, chỉ được vị trí của nước Việt Nam trên quả địa cầu. Ngoài ra các con còn nêu được một số dạng địa hình của trái đất này, giải thích được vì sao lại có hiện tượng ngày và đêm, chỉ được vị trí và chiều chuyển động của trái đất quanh mình nó và quanh mặt trời, chiều chuyển động của mặt trăng quanh trái đất. Được chưa nào? Và vậy là bài học của chúng mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Giách.